Xin kính chào các bạn và các vị. Ở đây mình có Xiaomi Mi 4 và Xiaomi Mi 4i. Vâng, như các bạn đã thấy là hôm nay mình sẽ thực hiện một bài so sánh chi tiết về hai chiếc máy. Mình đã có bài đánh giá chi tiết từng máy riêng rồi. Để xem có máy nào nên lựa chọn. Mi 4i được xem là phiên bản rút gọn của Mi 4 nhưng hiện nay hàng xách tay đang có mức giá tương đồng với nhau. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới Clickbuy đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện video. Nếu các bạn muốn mua Mi 4 hay Mi 4i có thể truy cập website clickbuy.com.vn. Ở đây đang cung cấp rất nhiều các sản phẩm xách tay từ Trung Quốc, hàng mới 100% cho các bạn lựa chọn. Về thiết kế thì Mi 4i và Mi 4 thì có cái ngôn ngữ gần như giống nhau ở vị trí khai đặt SIM, cổng sạc, chúng ta có jack cắm tai nghe hay là phím tăng giảm âm lượng cũng như phím nguồn. Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là về chất liệu cũng như độ dày. Do cái chiếc Mi 4i chỉ làm bằng nhựa polycarbonate nguyên khối nên nó mỏng hơn, nhẹ hơn. Cầm trong tay thao tác sử dụng là rất tốt. Cũng như mặt lưng không hề bị bám mồ hôi, dấu vân tay, khó bị trầy xước. Đó khi đó với Mi 4 thì nó nặng hơn là do nó có một đường viền thép ở xung quanh. Đường viền này chắc chắn là đẹp, sang hơn và thứ nhất là quan trọng là nó rất bền. Nó rơi hay va đập sẽ ít bị móp hay là ảnh hưởng đến cái khả năng hiển thị màn hình của máy. Nhưng mà Mi 4 lại bị điểm yếu là cái mặt lưng này quá dễ trầy xước, bám mồ hôi và dấu vân tay. Nếu các bạn mà không sợ vấn đề này thì Mi 4 rõ ràng là một cái sự lựa chọn tốt hơn do có một thiết kế bền bỉ cũng như đẹp sang trọng hơn. Mi 4i thì có một cái lợi thế của chúng ta đó là do mỏng và nhẹ nên con gái sử dụng cũng tốt và thoải mái hơn nhiều. Cũng như nó có màu xanh, chúng ta có màu vàng, màu hồng, có khá nhiều màu sắc lựa chọn trẻ trung hơn so với Mi 4 hiện nay chỉ có màu trắng. Mi 4i thì chúng ta sẽ có khai cắm SIM hỗ trợ 2 SIM, còn Mi 4 chỉ có 1 SIM. Và nếu các bạn quan tâm đến sử dụng smartphone 2 SIM ở phân khúc này thì hãy chọn Mi 4i. Về màn hình thì hai bên đồng đều với nhau, sử dụng kích thước là 5 inch, chúng ta có độ phân giải là Full HD. Thế nên chất lượng hiển thị trên tấm nền IPS là giống hệt nhau. Tuy nhiên mình có cảm nhận là Mi 4 có phần nhìn hơn một chút, thể hiện đậm hơn ở gam màu vàng da cam, màu đỏ và cũng như màu tím. Và đây là chịu khác biệt một chút về màu sắc thôi. Còn về góc nhìn trên hai máy đều tốt. Mi 4i thì mình đánh giá khả năng hiển thị ngoài trời nhỉnh hơn một tẹo so với Mi 4. Nó ít bị lóa hơn và không bị hiển thị mặt trên màn hình này. Chúng ta sẽ nói đến những yếu tố khác là về hiệu năng. Chắc chắn cái này Mi 4 sẽ chiến thắng. Chip Snapdragon 615 năm nay không có cơ hội để có thể cạnh tranh với những vi xử lý cao cấp năm ngoái. Chip 801 trên Mi 4 rất nhanh và nguy hiểm, nhanh hơn rất nhiều so với chip 615. Ngoài ra một điều nữa là bộ nhớ RAM của Mi 4 lên tới 3GB, cao hơn 2GB RAM. Và với lượng RAM trống trung bình của Mi 4 lên tới hơn 2GB, nó chạy nhanh và mượt hơn. Còn với Mi 4i trung bình chỉ có 1GB RAM, nó sẽ dễ bị lag cũng như đầy bộ nhớ RAM khiến cho máy chạy chậm. Mi 4i thì có một lợi thế về phần mềm là có sẵn Android 5.0, còn Mi 4 thì chỉ có Android 4.4.4. Tuy nhiên tin buồn cho các bạn là đối với Xiaomi thì 4.4 hay 5.0 lại không có sự khác biệt quá nhiều. Đơn giản là nó được tùy biến trên MIUI V6 và tất cả các tính năng của Android 5.0 hầu như không gặp ở trên này mà đều thấy những tính năng đặc trưng của Xiaomi mà thôi. Thế nên các bạn nên lựa chọn Mi 4 dù sao nó đem lại hiệu năng ngon hơn, còn 5.0 ở trên Mi 4i không khiến cho nó chạy nhanh và mượt mà hơn. Phần mềm tính năng hai bên là tương đồng với nhau. Ở trên Mi 4i chỉ nổi bật hơn một cái là có tính năng Double Tap để đánh thức máy dậy. Nếu các bạn quan trọng tính năng này thì có thể lựa chọn. Còn Mi 4 thì hiện nay chưa có thể trong tương lai sẽ có hỗ trợ phần mềm có thể sử dụng Double Tap. Còn nếu các bạn không quan tâm thì chúng ta cứ sử dụng Mi 4 cho nó tiện. Ở trên chiếc Mi 4i mình quên mất nói thiếu sót một điều, đó là cái màn hình này có phần nhìn hơn một chỗ là nó không bị ám vàng giống như Mi 4. Mi 4 ám vàng một cách rõ rệt hơn, Mi 4i sẽ thiên về tông màu xanh cho màu sắc trắng tự nhiên hơn. Nếu các bạn thích màu trắng xanh thì hãy chọn Mi 4i, còn trắng vàng thì có Mi 4. Mặc dù cả hai máy là có khả năng cân chỉnh về màu sắc màn hình, nhưng mà có cân chỉnh kiểu gì thì Mi 4i vẫn cho màu trắng trong hơn và chính xác hơn so với Mi 4. Về camera thì Mi 4i cũng được đánh giá là thấp hơn so với là Mi 4. Mi 4 là một sản phẩm flagship nhưng camera trang bị của nó có chất lượng cảm biến cao hơn. Khả năng chụp ảnh trong điều kiện đầy đủ sáng, thiếu sáng, camera trước đều tốt hơn so với Mi 4i. Mình có thể khẳng định như vậy và những gì mình trải nghiệm qua thì Mi 4 đều ngon hơn. Và thời lượng pin thì ở đây mình thích Mi 4i hơn. Nghe có thể thì hơi buồn cười nhưng thực chất Mi 4i mình cảm giác sử dụng là nó không quá nóng, thời lượng pin tiêu tốn nó không quá nhiều. Có thể là do vì xử lý chip mới và điều này khiến cho Mi 4i có thể thoải mái sử dụng với nhu cầu tương tự như Mi 4 của mình. Bật 3G xem phim lướt web nó có được tới hơn 5 giờ on screen. Với Mi 4 thì mình cảm giác ít hơn tới gần 1 tiếng. Tất nhiên là do điều kiện mùa hè nó sẽ khiến cho các máy nóng nhanh hơn. Và Mi 4i do làm từ nhựa nó cũng không bị nóng quá nhiều nên thời lượng pin có lẽ không đốt nhiều giống như chiếc Mi 4. Và đấy là bài so sánh chi tiết và tổng hợp lại thì mình sẽ chọn Mi 4. Vâng, nó cao cấp hơn, hoàn thiện tốt hơn, chúng ta camera xuất sắc cũng như là hiệu năng của nó vô cùng là tuyệt vời. Còn nếu các bạn lựa chọn cái chiếc Mi 4i này, quan trọng là nó có hỗ trợ 2 SIM, chúng ta có một màn hình theo mình đánh giá là nhỉnh hơn một chút so với Mi 4, cải thiện về sự ám màu cũng như là hiển thị ngoài trời. Cuối cùng là chúng ta sẽ có tính năng Double Tap, nhưng mà tính năng này thì với mình là không thực sự quá quan trọng, cũng như có Android 5.0 mới nhất. Các bạn cảm thấy video ích đừng quên like, share với bạn bè.
Và các bạn lựa chọn máy nào mời comment chia sẻ bên dưới. Cảm ơn Clickbuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Đừng quên truy cập website clickbuy.com.vn để xem giá bán chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.